Chào các con! Ở tiết học trước, các con đã biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân nhầm một số thập phân với 10, 100, 1000. Vậy khi nhân một số thập phân với một số thập phân, ta sẽ làm như thế nào? Các con hãy cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Trước hết, cô có ví dụ sau, một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 mét, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Như vậy bài toán đã cho chúng ta biết gì? Bài toán hỏi gì? Bài toán cho chúng ta biết mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Và bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích của mảnh vườn. Vậy để tính diện tích của mảnh vườn ta phải làm như thế nào? Bài toán đã cho chúng ta biết mảnh vườn này là một mảnh vườn hình chữ nhật. Do đó, diện tích của mảnh vườn sẽ được tính bằng công thức lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Mà chiều dài là 6,4 m, chiều rộng là 4,8 m. Nên ta sẽ lấy 6,4 x 4,8. 6,4 và 4,8 là hai số thập phân. Do đó, đây chính là phép nhân giữa hai số thập phân với nhau. Vậy để thực hiện phép nhân này, chúng ta sẽ làm như thế nào? Các con hãy cùng thảo luận. Để tính phép tính 6,4 nhân với 4,8, ta sẽ chuyển về nhân hai số tự nhiên bằng cách đổi 6,4 và 4,8 m ra đơn vị là decimet như sau. 6,4 m bằng 64 dm. 4,8 m bằng 48 dm. Như vậy 6,4 m nhân với 4,8 m chính là bằng 64 dm nhân với 48 dm. Ta sẽ đặt tính phép tính này theo cột dọc như sau: viết số 64, sau đó viết số 48. Sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Đặt dấu nhân giữa hai số, kẻ ngang thay cho dấu bằng. Ta sẽ thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái. Lấy 8 x 64 ta được tích riêng thứ nhất là 512. 4 nhân với 64 ta được tích riêng thứ hai là 256. Cộng 2 tích riêng lại ta được kết quả là 3072. Như vậy 64 dm nhân với 48 dm ta được 3072 dm vuông. Sau đó ta sẽ đổi 3072 dm vuông ra mét vuông ta được 30,72 mét vuông. Như vậy, 6,4 m nhân với 4,8 m chính là bằng 30,72 mét vuông. Hay diện tích của mảnh vườn là 30,72 mét vuông. Tuy nhiên, tính theo cách này thì mất rất nhiều thời gian, nên thông thường chúng ta đặt tính và tính như sau. chúng ta đặt tính 6,4 x 4,8 giống như đặt tính nhân hai số tự nhiên. Khi viết xong hai thừa số, chúng ta sẽ viết dấu nhân ở giữa hai thừa số, kẻ ngang thay cho dấu bằng. Sau khi đặt tính xong, chúng ta sẽ tính giống như nhân hai số tự nhiên là 64 với 48. Ta được tích riêng thứ nhất cũng bằng 512, tích riêng thứ hai bằng 256. Sau đó chúng ta cộng kết quả lại 2 hạ 2, 1 cộng 6 bằng 7, 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 2 thêm 1 là 3. Sau khi cộng xong thì chúng ta sẽ đếm xem ở thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai có mấy chữ số đằng sau dấu phẩy, tức là mấy chữ số ở phần thập phân. Thì ta thấy thừa số thứ nhất có 1 chữ số ở phần thập phân, thừa số thứ hai cũng có 1 chữ số ở phần thập phân, như vậy cả hai thừa số có 2 chữ số ở phần thập phân chúng ta sẽ dùng dấu phẩy để tách ở tích ra hai chữ số ta sẽ được kết quả của bài toán đó là 30,72 vậy 6,4 nhân 40,8 bằng 30,72 m vuông tương tự như phép tính trên các con hãy tính cho cô phép tính sau 4,75 nhân 1,3 Chúng ta sẽ đặt tính phép tính này theo cột dọc như sau, viết hai thừa số, sau đó viết dấu nhân ở giữa hai thừa số, kẻ ngang thay cho dấu bằng. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nhân giống như nhân hai số tự nhiên. Đầu tiên ta sẽ lấy 3 nhân với 475, ta được tích riêng thứ nhất là 1425. Sau đó chúng ta nhân tích riêng thứ hai, 1 nhân với 475, ta được 475. Tích riêng thứ hai viết lùi vào so với tích riêng thứ nhất, một chữ số. Cộng hai tích riêng lại ta sẽ được 5 hạ 5, 2 cộng 5 bằng 7, viết 7, 4 cộng 1, 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1, 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Sau khi nhân xong, chúng ta đếm số chữ số ở phần tập phân của hai thừa số. Chúng ta thấy hai thừa số này có ba chữ số ở phần thập phân. Vì vậy ta sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái và ta được kết quả là 6,175. Vậy 4,75 nhân 1,3 bằng 6,175. Từ các ví dụ trên, chúng ta rút ra kết luận. Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau. Nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Vận dụng cách nhân hai số thập phân, chúng ta cùng làm ví dụ số 1, đặt tính rồi tính. Ở phép tính thứ nhất, chúng ta đặt tính như sau, viết hai thừa số 25,8 và 1,5 rồi đặt dấu nhân vào giữa hai thừa số, kẻ ngang thay cho dấu bằng, sau đó tiến hành nhân giống như nhân hai số tự nhiên, ta được hai tích riêng là 1290 và 258. Cộng hai tích riêng lại ta được 0 hạ 0, 9 cộng 8 bằng 17 viết 7 nhớ 1, 2 cộng 5 bằng 7 thêm 1 là 8, 1 cộng 2 bằng 3. Đếm chữ số ở phần thập phân của hai thừa số, ta thấy ở hai thừa số có hai chữ số, số ở phần thập phân vì vậy ta sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kẻ từ phải sang trái và ta được kết quả là 38,70. Tương tự như vậy chúng ta có phép tính thứ hai 0,24 x 4,7 ta được tích riêng thứ nhất là 168, tích riêng thứ hai là 96. Cộng lại ta được 8 hạ 8, 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 9 bằng 10, thêm 1 là 11. Ta thấy, ở phần tập phân của hai thừa số trên có 3 chữ số, vì vậy ta sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái và được kết quả là 1,128. Vậy 0,24 x 4,7 bằng 1,128. Qua ví dụ này, chúng ta rút ra kết luận muốn nhân hai số thập phân với nhau, chúng ta sẽ đặt tính và nhân giống như nhân hai số tự nhiên, sau đó dùng dấu phẩy để tách tích ra số chữ số bằng tổng chữ số ở phần thập phân của cả hai thừa số. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số hai, tính rồi so sánh giá trị của a nhân b và b nhân a. Với a bằng 2,36, b bằng 4,2. A nhân B sẽ bằng 2,36 x 4,2 và bằng 9,912. B nhân A sẽ bằng 4,2 x 2,36 và cũng bằng 9,912. A bằng 3,05, B bằng 2,5. A nhân B sẽ bằng 3,05 x 2,7 và bằng 8,235. B nhân A sẽ là 2,7 x 3,05 ta cũng được kết quả là 8,235. Từ việc so sánh giá trị của a nhân b và b nhân a, ta thấy a nhân b bằng b nhân a. Đây cũng chính là tính chất giao hoán của phép nhân. Như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận, phép nhân hai số thập phân cũng có tính chất giao hoán. Khi chúng ta đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi. Vì trong phép nhân khi chúng ta đổi chỗ hai thừa số xong cùng một tích thì tích đó không thay đổi. Do đó 4,34 nhân 3,6 bằng 15,624 thì 3,6 nhân 4,34 cũng bằng 15,624. Tương tự như vậy 9,04 x 16 bằng 144,64 thì 16 nhân với 9,04 cũng sẽ bằng 144,64. Qua ví dụ này, chúng ta rút ra kết luận như sau: phép nhân các số thập phân cũng có tính chất giao hoán giống như phép nhân các số tự nhiên và các phân số. Có nghĩa là khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m và chiều rộng 8,4 m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó. Như vậy bài toán đã cho chúng ta chiều dài và chiều rộng của vườn cây. Bài toán yêu cầu chúng ta phải tính chu vi và diện tích của vườn cây. Trước khi tính chu vi và diện tích vườn cây, nhắc lại cho cô cách tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Như chúng ta biết Chu vi hình chữ nhật thì bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 cùng đơn vị đo. Còn diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Và bài toán này cũng đã có cùng đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng rồi. Nên chúng ta sẽ áp dụng tính và có bài giải như sau. Chu vi vườn cây là 15,62 cộng 8,4 đóng mỏng ngoặc nhân 2. Ta được kết quả là 48,04 m diện tích của vườn cây là 15,62 x 8,4 bằng 131,208 m2, đáp số 48,04 m, 131,208 m2. Như vậy chúng ta đã vừa học cách nhân hai số thập phân với nhau. Chúc các con có một tiết học vui vẻ bổ ích.